Chào cả nhà nha. Bữa nay tự nhiên mình thèm mình muốn ăn bánh xèo nè cả nhà ơi. Bây giờ mình mới lấy tép ra ha, bây giờ mình sẽ chuẩn bị sơ chế tép. Nó nè, tép trong tủ đá mình lấy ra nè cả nhà. Đó là mình mua một cây gì đó là nó 1,8 kg mà nó 15 đồng á cả nhà. 1,8 kg 15 đồng. Mình có giá, rồi ở đây mình có rau sống nè ha, salad đó. Rồi ở đây bột bánh xèo mình quậy xong rồi đây. Mình xài bột bánh xèo hiệu Vĩnh Thuận nha cả nhà. Nó chỉ pha bao nhiêu thì mình pha giống y vậy thôi à. Đó. Nhưng mà bữa nay mình ở nhà mình không có bia cho nên mình không có pha bia nha cả nhà. Mình chỉ pha nước cốt dừa với nước lạnh bình thường thôi. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài cắt hành lá để bỏ vô trong bánh xèo. Với sẽ cắt cải bẹ xanh để ăn bánh xèo cả nhà ơi. Đó. Hôm nay trời nắng đẹp lắm cho nên giờ mình đi ra ngoài mình cắt rau. Xong rồi mới vô làm tôm đồ này kia rồi chuẩn bị chiên. Giờ mình để bột đây cho nó nở. Đó, mình mới quậy xong Nhà cả ơi, nhà. sẵn đi ra ngoài đây cắt rau cho nên phe với cả nhà. Bữa nay mới mua được cái này mình mới mua nãy nha cả nhà. Mình đi làm gì mình mới ghé chợ đó. Mình mới mua được cái cây này là cái cây sống đời nè cả nhà ơi, nó 4 đồng 6. Mà thấy bông dễ thương quá đi, nó có màu trắng, màu tím với màu hồng. Mình mua một cây màu hồng thôi. Sống đời nha cả nhà. Đó, thấy lạ lạ cho nên mình mua, với mình mua ba cây dâu, nặng đồng 7 một cây ha. Đây. Mình đồng 79 nè cả nhà. Đó mình mua ba cây này, chút xíu mình sẽ làm đồ ăn xong mình sẽ ra mình sẽ trồng vô chậu cả nhà. Để cho mai mốt nó có trái cái Elina nó lặt lặt cũng vui. Đó. Rồi đây mình mua hai gốc hành lá ha. Cũng đồng 79 luôn. Đó. Hai cái này chút xíu mình cũng sẽ trồng luôn nhưng mà hồi mình sẽ cắt cả nhà. Mình cắt mình cần bỏ vô trong bột bánh xèo á, cắt chút xíu xong rồi mình trồng cái nó lên lại là nhanh lắm. Cái ông xã mình cũng đang trồng bên kia nữa kìa. Rồi mình mua được cây bông này mình thích nè cả nhà. Cái bông này Việt Nam kêu là bông ông lão gì đó. Tiếng Tây nó kêu là climatis. Đây nè cả nhà. Đó ha. Cao như vậy nè, mà 10 đồng cây này à, chưa tới 10 đồng nữa. 9 đồng mấy nha cả nhà. 9 đồng 70 nè. Ha, 9 đồng 70. Đây. Dễ thương ha cả nhà, nó có nụ rồi nè. Đó. Cái cây này là mình trồng xong rồi nó chết rồi nó sẽ mọc lại quanh năm nữa luôn. Năm sau nó sẽ lên lại đó cả nhà. Đó, có nhiều nụ luôn rồi nè. Wow, thích quá hả? Nhiều nụ luôn, lắm luôn. Đó. Mà lúc mà hồi nãy mình ở trong chợ mình mua xăng á nha cả nhà. Thì cái màu tím á với màu màu tím đậm với màu tím lợt cũng bằng giá luôn nhưng mà nó không có đẹp bằng cây này cả nhà ơi. Nó ốm mỏng manh lắm. Còn cây này thì mình thấy nó nhiều nhánh hơn, nó tốt hơn. Mình lựa cây tốt khỏe mình lấy đó. Đó. Nắng mấy ngày nay cải nó lên tốt quá trời luôn. Coi nè, công nhận thì có mấy cây cải xanh này nó phái nắng nè, nắng nó lên nó tốt, tốt quá trời luôn. Có mấy cây nó lên cao là mình cố tình mình giữ để mà mình lấy cái hộp đó nha cả nhà, lấy hộp để năm sau mình gieo tiếp á. Lấy nó hộp bị giống sâu á quá cả nhà ơi, hôm bữa nó đâu có sâu dữ vậy đâu, bữa nay sao lá nó bị sâu hết trơn rồi nè, giờ phải ăn nhanh mới được, không ăn là tiêu hư hết cả nhà ơi. Trời ơi, mình thấy cái lá nó bị cái con gì á nó đục lỗ nè, cái con gì đen đen nó đục lỗ hư nè cả nhà ơi, chết rồi, nhanh quá à. Mới hôm bữa đâu có đâu. Mai vàng nè cả nhà, thấy không? Thấy không? Đó. Cái mai của nhà mình ha, vàng hết trơn luôn. Đó. Đẹp không, quá trời luôn, sống đời á, bông nó vàng vàng cả nhà, sắp sửa lúa. Còn cái đám này nó xanh hết trơn luôn cả nhà ơi. Mà khổ nổi nó lá nó bị hư nè cả nhà thấy không nè. Đây, thấy không? Đó. Thấy không, nó bị cái con gì á không hiểu luôn nữa, nó đục cái lỗ nè. Cho nên là bây giờ mình phải ăn nhanh cái đám này chứ nếu không là tiêu luôn nữa. Uổng quá hả? Giờ mình phải cắt cả nhà ơi. Cắt nhiều ăn, vừa ăn sống nhiều ăn rồi còn nhiều canh luộc gì đó cũng được nhưng mà phải cắt nhanh, bữa cuối tuần nấu canh rồi rồi xào rồi hôm nay làm cũng đủ món hết trơn rồi đó, mới cắt một chút xíu mà nhóc rồi
cuốn bánh xèo đã luôn rồi. Có mình à. Ba của Elina đi làm tới 11 giờ đêm mới về cả nhà ơi. Cho nên hồi làm bánh xèo xong có mình ăn rau thôi, mấy nhỏ đâu ăn rau, mấy nhỏ nó chỉ ăn bánh xèo không thôi à. Trời ơi, cái lá cải nó tốt gì đâu luôn á cả nhà, nhưng mà sao uổng quá à, nó bị cái con sao nó đâm. Nhiều quá cả nhà ơi. Có chưa? Đèn thao rồi. Còn cái này mình để đây, ngày mai mình ăn tiếp đi. Ngày mai mình làm gì nữa rồi mình ra mình cắt tiếp đi. Chứ giờ này cắt vô cái phải rửa bỏ tủ lạnh nó mất công, nó chật. Nãy tính cắt hết á, mà thôi nó chật quá. Đó. Dục hộp ở dưới đây á, cũ ở dưới đây nè. Cái năm nay nó ra bông xong rồi cái đầu nó cũ nó vẫn còn nằm ở đó. Cái năm sau nó ra tiếp nữa cả nhà. Đó. Nó lên... lên tiếp năm sau nữa vậy đó. Còn cái ông hàng xóm của mình á thì là ổng trồng xong rồi ổng gỡ ra nha cả nhà. Ổng gỡ cái củ ra xong rồi năm sau tới mùa vậy đó đầu mới ghim trở lại thì vậy nó tốt hơn. Ổng nói còn mình để nguyên vậy thì nó sẽ không có tốt bằng của ổng nha. Đó. Đẹp không cả nhà? Đẹp ha. Nhìn qua mình cắt mai nữa. Xong cái mình lại mình cắt mấy nhánh kia nữa là cũng sao mình vô mình chân được mình bông vàng. Đỏ hồng có đủ hết, kiếm cái nhánh nào nó dài dài. Vàng vàng đủ. Rồi. Cả nhà đẹp ha. Rồi đó, bông mới cắt vô á, chân vô bình đó cả nhà, dễ thương ha. Đó, cũng làm được bình bông. Khỏi phải đi chợ mua. Đó, mình có mấy bông tulip với cái mai với cái này nè. Không biết tên là gì cả nhà, nhưng mà thơm dữ lắm cái này nè. Màu hồng, màu trắng, màu tím, đủ thứ màu luôn. Thơm nực nồng luôn á, thơm tới mặt ếch chùm luôn. Mình dị ứng với mùa xuân sắp tới cả nhà ơi. Bị ếch chùm chảy mũi miết luôn á. À, dễ thương không cả nhà. Giờ đi nên làm bánh xèo cả nhà. 4 nước luôn nha cả nhà. Tại vì cải nó hơi bị sâu á. Cho nên là mình ngâm giấm với muối. Xong rồi mình xả 2-3 bận luôn. Rồi bây giờ cái này mình ngâm chút nữa. Đó. Mình rửa mình bỏ đây. Giờ mình đi chuẩn bị. Cả nhà ơi, giờ chiên bánh xèo này. Giờ mình phải đậy nắp lại. Bên đây mình chiên cái này không à, không có bỏ gì hết này cho Ina nha cả nhà. Ina là chỉ ăn bột không vậy thôi, không có ăn gì hết trơn. Đó, mình làm cho nó hai cái. Mình lấy cho nó chín vậy nè, mình gam cho nó chín sơ vậy đó. Để khi mình bỏ vô bánh xèo nó nhanh, mình khỏi phải khèo khèo lại nó mất công cả nhà. Đó, cho nên mình làm cho nó chín hết. Thấy không rõ. Nè. Đây ha. Đó. Xong cái mình cho chút xíu dầu nữa. Đó. Xong cái mình chà cho nó giáp cái chảo. Nhà mình chiên nấu cái gì mà hôi nhiều là nấu ở ngoài đây không mà cả nhà, cho trong nhà nó không có dơ. Đó. Cái này là cái nhà khi mà mình mua nó có sẵn, nó kêu là tay nó kêu là veranda cả nhà. Người ta dùng để uống trà buổi chiều này kia đó. Rồi mình thì mình để mình nấu những cái món này kia, chiên chả giò đó thôi, chiên bánh xèo làm này kia nọ nấu ở ngoài đây. Còn bình thường mà luộc rồi kia nọ đồ thì mình nấu ở trong. Đó. Ngoài đây mình nấu bếp ga, ở trong nhà mình xài bếp điện cả nhà. Đây chảo nóng rồi ha, mình đổ bột vô. Cho nó xèo ha. Đó. Rồi xong rồi, cho giá vô. Mình cho tép, cho 5 con tép. Năm con tép vô, rồi mình đậy nắp lại cho nó chín ở trên ha. Cho
trứng này đó cả nhà ha. Đây thì mình gặp lại đó. Mình có ba cái chảo như vậy nè, ba cái chảo này luôn. Chảo này là cái chảo quọt đó cả nhà, nhưng mà hai cái kia là chiên bánh xèo không ngon, chỉ có một cái này thôi à. Đó, chỉ có một cái này là cái càng cũ chiên bánh xèo nó càng ngon nha cả nhà. Còn hai cái kia nó mới quá, cái dòng này nè nó láng quá, chiên bánh xèo nó không có ngon. Đó. Cả nhà thấy ngon ha. Đây. Ra được cái nữa. Ồ đó. Đây nè cả nhà. Bây giờ mình được 4 cái rồi nè. Hấp dẫn không? 4 cái. Còn cái này của Elina nè. Rồi, xong rồi, chiên bánh xèo xong rồi cả nhà ơi. Giờ mình có nước mắm sẵn á, mình làm để trong tủ lạnh sẵn. Chiên bánh xèo xong rồi, bây giờ mình chuẩn bị ăn nha cả nhà. Này cả nhà thấy bánh xèo, xèo ngon không? Đó. Mình không có pha với bia gì đâu nhưng mà bánh vẫn giòn ngon tại vì mình có thêm một cái trứng á cả nhà. Đó. Rau ha. Đó, mình có rau. Đó. Mà bữa nay hồi trưa đi làm về á cả nhà, mình có ghé chợ mình mua giá đó để chiên bánh xèo á, thì mình mua được cái lá này nè, lá chua cả nhà, ăn nó chua chua cuốn bánh xèo ngon lắm. Đó. Mình có trồng nhưng mà nó chưa có tốt cả nhà, nó còn nhỏ. Ăn chung với salad của mình cắt hồi nãy ha, lộn, cải xanh. Mình cắt nãy ha, salad thì mình mua. Đây. Xong rồi nước mắm thì mình có sẵn ha, nước mắm mình đây. Rồi đây, bánh xèo quả nè. Đây mình một bịch mình làm được 10 cái á cả nhà. Được 10 cái luôn. Một mâm với một dĩa này. Xong rồi hai cái không có nhân cho Elina nữa. Mình qua hồi nãy mình mới cắt này cả nhà, đẹp không? Đó. Thôi quá trời luôn mà để ngoài đây chứ không để trong nhà cả nhà được cả nhà, tại vì cái bông trắng trắng với bông tím tím này nè. Mình ngửi một hồi mình bị ếch chùm cả nhà, khó chịu lắm, khó chịu cái mũi á. Ếch chùm ở ngoài đây á, mình để bàn với ghế. Để bàn với ghế rồi cái mình nấu đồ ăn ngày mùa hè mình muốn ăn ngoài đây thì mình ở ngoài đây mình ăn luôn. Đó. Không có cần phải vô trong nhà. Ở ngoài đây mát cả nhà. Mùa đông thì lạnh nhưng mà mùa hè thì mát. Mùa đông thì lạnh tại vì không có lò sưởi á. Ngon quá trời luôn cả nhà. Ngon. Thái lá chua. Nó cải. Cải xanh của mình đó. The. Ngon. Ăn chung với cái lá đó này có hồi rí. Với cái gì quên này, húng lủi. Hồi rí húng lủi. Cái húng này mình mua nha, vài bữa nữa của mình nó lên mịt trời luôn cả nhà. Mình có nhiều húng ngoài vườn lắm. Nó đang lú lên đó. Ina chưa ăn. Mai rảnh đem bánh xèo thì ăn luôn. Mà không cuốn được, ở chỗ làm không cuốn được. Cuốn có tay á kìa. Nên nước mắm với bánh xèo mình bỏ vô cái hộp. Mình chan nước mắm cho mình ăn. Cắt miếng miếng dít dít vậy đi chứ. Chứ không ăn cuốn như ở nhà được cả nhà. Tụi nó thấy mình nhộn nhạt.
cuốn rau còn ngậm ngậm rồi nó cười á. Tây ăn lịch sự hơn chứ không có cuốn tùm lum giống như mình vậy đâu. Ăn chung với cải xanh ngon quá. Thì ở đó lẽ không mua xà lách này là cũng được. Tại mình có cải xanh rồi với lá chua đủ rồi. Nên mình mua thêm cái xà lách nữa. Vài ngày nữa là ở ngoài vườn nó mọc lên cái húng lủi nè, đâu cần phải mua đâu cả nhà. Vài ngày nữa là thôi trời ăn không hết cho luôn, năm rồi cũng vậy. Ăn hết phải cho bớt. Cắt cho mấy tụi làm chung người Thổ Nhĩ Kỳ á cả nhà, với Marocan á, bạn làm chung với ông xã mình cũng vậy, nó xin để nó làm trà uống cả nhà. Nhằm cái cọng nó có cái nhằm cái cải nó có cái cọng lớn à. Ừ, ăn cũng được mà mình không thích không Bye bye cả cái nhà nha. cọng. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ, tại giấc này bên mình đây là tối rồi cả nhà. Cho nên là hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau nữa nha. Bye bye, xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại.